mình đúng không? Không có đọc trong các chương trình mà chúng mình được lập trước ấy. Con muốn đọc, muốn hát hay là muốn đọc thơ nào? Con sẽ hát bài gì để tặng cho bố mẹ? Cháu lên ba. Xin mời một tràng vỗ tay dành cho bài hát cháu đi mẫu giáo. Điều diễn thời trang với các bé lớp 3.